Xin chào mọi người, lại là tụi mình đây. Cùng mình chuẩn bị đám cưới mùa dịch tại Hàn Quốc có gì khác so với bình thường không nha? Dù dịch hay không thì quá trình chuẩn bị đám cưới cũng gần như giống nhau ấy. Chọn thời gian, địa điểm, váy áo. Để có một chú rể bánh bao và một cô dâu chỉnh chu trong ngày cưới thì việc đầu tiên là phải chọn đồ. Chú rể thì chỉ cần một bộ vest duy nhất mặc xuyên suốt các buổi chụp hình làm lễ cũng như sau tiệc. Bộ vest này là vest mùa thu có giá khoảng 15 triệu. Do thời gian ngắn nên gia đình mình quyết định thuê planner, người sẽ giúp mình lên lịch từ A tới Z, nói nhỏ cho mọi người nghe, ngay cả đồ lót và giày người ta sẽ chuẩn bị cho mình luôn. Để đơn giản hóa quá trình thì tụi mình quyết định ngày thử váy cưới thì tụi mình sẽ chụp ảnh cưới tại studio áo cưới đó luôn. Còn đây là thiệp của tụi mình. Lâu quá rồi mình quên mất giá mất tiêu. Nhưng mình đã in 150 cái thì người ta sẽ cho mình link thiệp online có thời hạn trong vòng khoảng 3 tháng để gửi cho bạn bè ở xa hoặc không có thời gian gặp mặt trực tiếp đưa tận tay. Một phần cũng vì tình hình dịch bệnh ấy. Cuối cùng thì là bộ này là bộ váy của cô dâu mặc sau lễ mà cho tới trước ngày lễ 2 ngày mới mua luôn đó. Vì nhà mình chưa có ai cưới nên chưa có kinh nghiệm á. Giờ thì kinh nghiệm đầy mình rồi. Ai có thắc mắc gì thì cứ liên lạc, chia sẻ trực tiếp với mình nha. Mình sẽ chia sẻ một cách nhiệt tình miễn phí luôn nha. Đây là món quà từ một người bạn phương xa. Vì tình hình dịch nên không thể tới tham gia được. Bạn ấy đã về nước sau khi tốt nghiệp rồi. Để nổi bật hơn trong ngày cưới thì studio và planner khuyên mình là nên làm một bộ nail để ăn ảnh hơn. Để cuối cùng thì ngày trọng đại cũng tới, phải dậy từ 4 giờ để chuẩn bị. Nên cái mặt mình lúc đó đù như cái lu luôn. Phải mất gần 3 tiếng để trang điểm và thay váy cưới. Mình đã để tóc gần 2 năm chỉ vì muốn có mái tóc dài thướt tha trong ngày cưới. Mà tới cuối cùng thì lại quyết định bó tóc lên nhìn cho gọn gàng. Sẽ có một cô theo phụ mình chuẩn bị áo cưới và chỉnh trang áo cưới suốt từ khi mình trang điểm cho tới kết thúc luôn. Giá là vào khoảng 200.000 won, 4 triệu tiền Việt và chỉ nhận tiền mặt thôi nha. Tada, đây sẽ là bên ngoài hội trường đám cưới nè. Thay vì nhận vòng hoa tươi thì sẽ nhận vòng hoa gạo để sau đám cưới sẽ đi quyên góp. À, vì dịch nên số khách mời tối đa là 90 người và không đãi ăn đó mọi người. Số người còn phụ thuộc vào độ rộng của hội trường nữa á, sẽ có người của cơ quan kiểm dịch tới kiểm tra và cho biết số người có thể mời. Vì không đãi tiệc nên gia đình quyết định thay thế bằng quà là rượu vang và bánh gạo để có quà cho mọi người đã dành chút thời gian đến dự đám cưới của hai đứa. Trước đám cưới cũng kịp nháy 1.001 kiểu ảnh luôn rồi nè. Sau đó cô dâu sẽ vào phòng chờ của cô dâu, chú rể và người nhà sẽ đứng ở ngoài sảnh tiếp khách. À, đám cưới ở Hàn thì không có thùng để tiền đâu nha. Đừng tìm. Cứ thấy cái bàn mà có hai người ấy, tới đó đưa phong bì rồi ký tên. Nhớ ký tên theo chiều dọc. Và điều lưu ý mọi người đừng mặc màu trắng, màu kem hay những màu quá sặc sỡ như đỏ, cam chẳng hạn. Không thì sẽ trở thành chủ đề của mấy cô chú mỗi khi nhắc đến đám cưới đó. Chỉ có cô dâu và chú rể là không đeo khẩu trang thôi. Nếu đám cưới nhà thờ như mình thì nhớ báo với planner để người ta liên hệ với thợ chụp ảnh có kinh nghiệm chụp nhà thờ nha. Thì vì nhà thờ cũng có một số yêu cầu riêng ấy. Bình thường làm lễ chỉ mất khoảng 30 phút thôi, nhưng nhà thờ nên lễ kéo dài tới 1 tiếng rưỡi lận. Sống gần 30 cái mùa về nhưng mà chưa bao giờ mình mặc một bộ đồ khó chịu, chật chội như váy cưới luôn á. Nhưng mà để đẹp nên đành chịu vậy. Có chút bất tiện, có chút chứ tiếc nuối. Nhưng đám cưới mùa dịch cũng có cái vui là xem lại ảnh cùng nhau đón xem ai là ai cũng là một kỷ niệm đáng nhớ với tụi mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến và cùng mình tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ này.